chào mừng tất cả các em cùng quay trở lại với channel của Đức Mạnh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một series là đi trải nghiệm gắp gấu ở các khu trung tâm vui chơi. Ngày hôm nay tôi đang có mặt ở An Mall Hà Đông và khu vui chơi chúng ta sắp sửa đi. Từ từ các bạn sẽ biết. Let's go! Giới thiệu với hai anh em, ngày hôm nay tôi có hai khách mời. Đó là Leopold và bên trái của tôi, Hiếu Nghĩa. This is Sparta. Đi thôi nhỉ? Đi thôi. Let's go. Ngày hôm nay thì khu trung tâm vui chơi mà chúng tôi sẽ tới, nó mang tên là Time Zone ở An Mall Hà Đông. Ở khu này thì chắc chắn thôi, rất nhiều máy gắp gấu và đặc biệt còn nhiều trò chơi nữa, cần sức mạnh. Vì thế đó lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta phải có Leopold và Hiếu Nghĩa thêm lần nữa. Let's go. Yes sir, trước khi anh em mình muốn chơi thì đầu tiên anh em mình phải ra quầy nạp thẻ. Anh em phải có tiền đã. Chơi phải miễn phí thì hỏng mét. Ngày hôm nay thì có các gói nạp là... Các bạn nhân viên ơi, họ hỗ trợ mình ơi. Mình nạp 350 thì có 420 ạ. 350 có 420. 550 được 750 ạ. 550 được 750 và... 1 triệu 1 được 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 1 được 1 triệu 8, gói này nghe có vẻ lời lời. Nhờ? Cho anh gói cuối đi em. Cho anh cái gói 1 triệu 1 được 1 triệu 8 ấy. Ok ha. Ok, vậy chúng ta có tiền rồi. Người có tiền người ta phải đi chơi, phải trải nghiệm. Chơi em ơi. Mục tiêu ngày hôm nay đến đây của mình để quay cái vlog này là để thử xem là các máy gắp gấu ở khu Time Zone này có thực sự khó hay không và có khả năng gắp được hay không. Vậy thì bây giờ đẹp chưa? Ok, thì chúng ta sẽ cố gắng làm như nào để lấy được con tím này ha. Thử ra. Hướng gió trái phải, hướng gió trái phải. Họ gầy gắp đít. Giờ mình quay càng cái. Một cái mông lên á. Đẩy lên giật về lắc lư. Ôi vướng ngoài không? Vướng. Ê, khi nào anh em mình lắc này một lúc xong rồi nó bị lắc ngoài không? Lúc xuống còn lắc được nữa không anh? Không, xuống mới hết lắc rồi. Ôi mà đít. Lớp ba thử phát đi. Có mở được cái tủ em để em vào. Mở được. Hay là mình như này luôn. Thử lớp ba. Mông. Biết đâu có lực đấy. Ừ. Mông màu trắng này. Yes sir. Sang nữa, sang một tí nữa. Mình chuyển khí công à, chuyển khí công à. Đẹp rồi. Ồ, chuyển ra rồi. Ui, lắc rồi, đảo rồi. Ê, đẹp này. Ui. Nó có thang ở dưới này. Có thang ở dưới này đấy. Chút này nữa. Ngày hôm nay song song với mấy cái trải nghiệm, mấy cái trò chơi và challenge, hai người anh em của tôi là Leopold cùng với Nghĩa thì tôi cũng đã có chuẩn bị một phần quà. Đây là phần quà nhỏ mà những cái móc chìa khóa mình đã gắp được ở trong máy gắp chìa khóa ở đằng kia. Và một lát nữa thì mình sẽ dùng nó để làm quà dành cho những ai mà mình gặp. Và chắc chắn rồi, đây là một khu vui chơi mà nó không chỉ dành cho cái lứa tuổi kiểu lớn thanh niên như anh em mình, mà nó còn dành cho đặc biệt là những lứa tuổi kiểu là nhỏ nhỏ nữa. Vì thế nên mình sẽ tìm những cái gia đình có mấy cháu nhỏ để mình tạo ra mấy challenge và tặng móc chìa khóa. Ok, let's go. Rồi, ok, lấy bóng. À, ném vào lỗ. Ném. À, lệch rồi. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi là được tổng cộng bao nhiêu? 750 điểm mà. Bây giờ để chú ném thử xem chú sẽ ném được bao nhiêu điểm, xem có hơn cháu không nhá. Hích. Chơi này là quy luật chúng ta là phải ăn gian, ném liên tục. Bừa đi. Tiền đồng phát lòng đi. Ơ, ép bóng luôn à? Nó phải ra ném bóng chứ. 750 này. Hòa tặng bé hành ống. Trà sữa với hình gì nữa không? Ok luôn. Thế bây giờ mình thử tiếp một trò nữa đi. Đây, bóng rơi này đúng không? Ném mấy cái chai. Ném chai. Ui, căng ấy nhở.
Ôm anh em trúng liên tục vậy. 860 điểm đúng không? Đây, bây giờ bên chú sẽ cử ra một chiến tướng để ném team với cháu. Chiến thần Leo Bắc của chúng ta cũng không thắng được cháu bé. Chúc mừng cháu bé. Yeah, bé 90 điểm, lại tặng cháu hai gấu. Ok, một con nữa. Ok, vừa rồi ấy thì mình, Leo Bắc và Hữu Nghĩa đã vừa mới thử thách gọi là ba bạn nhỏ. Và chắc chắn rồi, như mình đã giới thiệu thì khu Sun Zone này là một khu trung tâm vui chơi của Úc nếu mình nhớ không nhầm. Và nó không chỉ là các trò chơi dành cho các bạn nhỏ mà sẽ còn cả các thử thách cho những cặp đôi đến đây chơi nữa. Em thấy vừa nãy anh em chơi mấy trò khéo léo là đủ rồi đấy. Giờ mình sang vận động gần cốt thì anh ạ. Thế thì chơi gì? Em thấy vào đây có cái trò đấm đấm gì đấy. Đấm đấm à? Đấm. Ờ đúng rồi. Đấm. Nhân đây thằng Thế Anh nó cũng đang có một cái challenge. Thằng Thế Anh 96 nó có một cái challenge nó đấm được 9.428. Ê, mục tiêu của anh em ngày hôm nay là vượt qua Thế Anh. 10.000 luôn. 10.000 đâu? 10.000 mày là có chấm lên 10.000 không anh? Chấm được. Anh không biết nhưng mà cái đấm đi. Đấm được. Làm sao anh em mình thua Thế Anh được đúng không? Đấm được. Kiểu anh em mình chỉ cần ra hết lực là kiểu gì cũng hơn 9.400. Ông này hỏi em ông ấy tên là cái gì nhỉ? Bạn có phải là bạn bọn mình đang định là tham gia cái thử thách này bởi vì là Thế Anh nó có một cú đấm 9.428 điểm. Thì bây giờ anh em mình thử xem là anh em có thể vượt qua được challenge của Thế Anh không? Thôi càng. Anh tin em. Nghĩa đi. Anh tin Nghĩa đấy. Dập cái một. Ok, 16 giây. 2 giây nào. 9.500. Hữu Nghĩa. Ôi, 9.000 à. Được đấy. Được. Leo Bắc muốn đi chưa? Ôi, giỏi. Ok, Leo Bắc luôn đi. Nào, ấn vào đấy à? Một chút khởi động không? Kiểu đấm bốc trước khi khởi động không? 16, 15. Ui, ôi 9.200, 9.300. Uaaaaaay, 9.300. Sao thế anh đấm được 9.428 nữa? Hình như là có gì sai sai anh ạ. Thế nào anh? Sparta! Anh nhá, các bạn nhìn nhá. Thế anh 6 này. Thế anh à? Ok! Ui, ôi 9.300. This is Sparta. Mạnh. Thế Anh. Đó là bom im. 9.478 thì quỳ dậy. Chờ lại. 10.000 rồi. Lấy ra. Lấy ra em ơi, phải có tính cẩn thận giống anh ấy. Đúng rồi. Wow. Phải có tí gọi là phải có tí thấy chưa? Phải có tí đấy là rất đầu là anh nhỉ? Anh mạnh à? 9.478. Thế anh bao nhiêu? 9.428. Ôi giời, thế anh mạnh top 1 rồi. Kiểu gì? Vô địch, vô địch. Ba cái đầu cầu Sài Gòn. Vô địch. Bây giờ anh em mình sau cái trò khỏe, anh em mình challenge trò khéo. Bowling đi. 2, 3. Trai, chúng rồi, chúng hai quả rồi. Chúng được một quả rồi. Ba quả được rồi. Như vậy là trận đấu này 94 và 105. Ok. Thua phục. Yeah. Sau khi ngày hôm nay kết thúc trải nghiệm thì mình cùng với Nghĩa và Leo Park đã tích được một số lượng điểm nhất định vào trong cái thẻ tham zone này. Và bây giờ bọn mình sẽ dùng cái điểm ở trong này để đổi quà trong cái khu đổi quà. Quà này, nhiều chưa? Đủ loại từ đồ chơi, gấu bông, rồi thậm chí là cả đồ ăn,
thậm chí là cả đồ dùng học tập. Ờ, cái gì cũng có. Ngày nay em đoán anh em mình chơi tầm bao điểm? Em đoán nó khoảng tầm đâu đó 15 đến 20 nghìn điểm. Ui. Em nghĩ là khoảng 3-4 nghìn chơi nhiều phết. 3-4 nghìn, anh thì anh đoán chắc phải chục nghìn đấy. Chục nghìn mà 15 đến 20 nghìn mà. Bro. 2 nghìn. Hôm nay là một ngày trải nghiệm rất là dài. Từ sáng giờ là anh em mình chơi tổng cộng chắc là phải rơi vào tầm 5 tiếng rồi. Trăm trò rồi. Và thực sự ở trong khu vui chơi này rất là vui. Có nhiều trò chơi hay, đặc biệt là những trò thử thách hoặc thậm chí là cả những trò khéo léo nữa. Ngày mai Leopard cũng đã thể hiện một cái thái độ hoàn toàn khác. Mình tưởng là Leopard chỉ kiểu có sức khỏe, có sức chơi thôi. Leopard khéo léo. Sức khỏe thì lại không khỏe lắm. Rồi, đến đây thì mình cũng xin được cảm ơn tất cả các anh em đã xem vlog. Và nhớ rằng là đợt này thì sau khi mình hợp tác cùng với cả Tham Zone thì sẽ có một cái code dành cho các anh em khi đến Tham Zone để nạp thẻ. Là các bạn nạp 50k sẽ được tặng 50k nếu như các bạn nhập code là 500XMM. Trong đấy, MM là mạnh mèo. Đương nhiên rồi, cảm ơn Hiếu Nghĩa và Leopard đã gọi support cho cái buổi đi chơi ngày hôm nay. Và anh em đã có buổi thật là vui. Yes. Yeah. Và hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo của Mạnh Mèo. Bye bye. Bye.